nam diễn viên Vườn Sao Băng mặc tả tiền chu cấp cho con. Mới đây thông qua công ty quản lý, mỹ nam Vườn Sao Băng Kim Huyên Song đã làm rõ thông tin mặc tả tiền chu cấp cho con. Trước đó, nam diễn viên Vườn Sao Băng từng bị bạn gái cũ tố bỏ rơi con ruột trong 8 năm qua. Cách đây vài tháng trước, Kim Huyên Song khiến không ít khán giả bất ngờ khi quyết định công khai chuyện kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Vào tháng trước, nam diễn viên tiếp tục đón tin vui khi bà xã đã hạ sinh con đầu lòng. Tuy nhiên trước đó anh đã có một người con trai với bạn gái cũ. Nhưng vì vướng vào kiện tụng cho đến nay không ít lần mỹ nam Vườn Sao Băng vướng vào những tin đồn thất thiệt liên quan đến đời tư. Mới đây thông qua công ty quản lý, Kim Huyên Song đã làm rõ thông tin mặc tả tiền chu cấp cho con. Nam diễn viên cho biết bạn gái cũ không hề cho gặp con trai và anh mới bắt đầu thực hiện việc chu cấp, phí nuôi dưỡng cho con cách đây không lâu. Về ồn ào kiện tụng với bạn gái cũ, đại diện công ty quản lý nam diễn viên cho biết tại thời điểm trước và sau khi sinh con, Choi và Kim Huyên Song đã không thể cùng nhau thảo luận về vấn đề chi phí cấp dưỡng cho con và quyền thăm nom. Vào tháng 11 năm 2020, sau khi vụ kiện kết thúc, nam diễn viên đã liên lạc với bạn gái cũ thông qua luật sư nhằm yêu cầu đàm phán về những vấn đề liên quan đến con trai. Tuy nhiên người này đã không cho phép mỹ nam Vườn Sao Băng thăm con trai. Vào mùa hè vừa qua, Kim Huyên Song đã bắt đầu chấp hành phán quyết tạm thời của tòa án. Cụ thể mỗi tháng anh phải chu cấp cho con trai khoảng 2 triệu won, tương đương khoảng 38 triệu đồng hàng tháng. Ngoài ra phía công ty của Kim Huyên Song cho biết khi bạn gái cũ đàm phán với nam diễn viên, cô đã đề nghị tăng tiền chu cấp cho con và yêu cầu anh phải nộp chứng minh về tài sản và thu nhập cho tòa án. Sau đó, tòa án đã đưa phán quyết trợ cấp nuôi con hàng tháng của nam diễn viên. Ban đầu từ 2 triệu won theo mong muốn của mẹ ruột đã được điều chỉnh xuống còn 1,6 triệu won, xấp xỉ 32 triệu đồng.